Ngay khi tôi ngủ, ý thức của tôi sẽ đi vào một thế giới song song khác. Và thế giới này, tận thế có lẽ đã kéo dài 2 tháng. Tôi cũng bị cơn ác mộng này hành hạ 2 tháng rồi. Sau khi tỉnh dậy được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, bạn gái yêu nhau 3 năm đã quyết định chia tay. Phùng Tử Hiên, lúc đầu chính em chủ động theo đuổi anh. Sao em lại nghĩ là anh cản trở em? Mà không phải em cản trở anh. Lại là câu nói này. Anh còn chưa xong à? Tại sao anh cứ sống mãi trong quá khứ vậy? Lúc đầu em đúng là mù quáng. Mới nghĩ anh vừa có tài năng, lại còn đẹp trai. Sau khi chung sống em mới phát hiện anh toàn là khuyết điểm. Anh keo kiệt, bủn xỉn, tính toán từng chút, không đủ chu đáo. Chưa bao giờ chuẩn bị sự lãng mạn và bất ngờ. Mỗi lần quà tặng ngày lễ đều phải em đề xuất trước. Anh mới chịu mua. Anh nói anh yêu em. Nhưng anh đã làm gì cho em? Em cũng từng yêu anh. Nhưng em đã nhận được gì chứ? Đối mặt với sự chất vấn gay gắt của Phùng Tử Hiên, tôi im lặng. Tôi chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mắt rất xa lạ. Biết được trong mắt em tôi là như vậy. Rất xin lỗi, sau này tôi sẽ không làm phiền em nữa. Nghe thấy tôi đồng ý chia tay, Phùng Tử Hiên giãn mày ra. Như thể tảng đá lớn đè nặng trong lòng, cuối cùng cũng rơi xuống. Tôi cũng không muốn nói quá khó nghe, nhưng tôi sợ nói quá uyển chuyển. Anh sẽ nghĩ tôi cho anh cơ hội nữa. Căn nhà anh thuê tôi đã dọn đi rồi. Nhà còn nửa tháng nữa hết hạn. Đúng rồi, xóa hết liên lạc đi nhé. Sau này đừng liên lạc nữa. Phùng Tử Hiên nói xong liền lấy điện thoại ra, xóa hết tất cả liên lạc của tôi trước mặt. Hoàn toàn không chừa chỗ trống nào. Tôi vốn nghĩ sau khi chia tay tôi sẽ đau khổ tột cùng, nhưng lại không. Như thể cuối cùng cũng được giải thoát. Có lẽ là vì trải qua cơn ác mộng thảm họa kéo dài 2 tháng, khiến tôi trải qua vô số buồn vui ly hợp. So với tận thế tuyệt vọng đó, bây giờ chia tay thì tính là gì chứ? Có thể sống không lo cơm áo, có ánh nắng, không khí và nước sạch, kỳ thực đã rất hạnh phúc rồi. Tên béo đó anh ta lại cười. Bị bạn gái đá mà cũng cười được. Quả nhiên bị bệnh tâm thần, hoàn toàn không phải phản ứng của người bình thường. Mọi người tránh xa anh ta ra. Sao tôi cảm thấy hơi rợn người? Giây tiếp theo anh ta sẽ không cầm dao chém người chứ? Vừa ra viện, một chiếc xe sang đột nhiên dừng trước mặt Phùng Tử Hiên. Phùng Tử Hiên thành thạo mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Vậy ra những lời vừa rồi đều là lý do. Nguyên nhân thực sự đề nghị chia tay là vì em đã tìm được người tốt hơn. Tôi bị thay thế một cách liền mạch. Tôi hít sâu một hơi. Biển số xe quen thuộc đó, rõ ràng là xe của tên khốn Sở Trần, là tên volleyball nổi tiếng trong trường. Trở về căn hộ thuê, thời gian đến 9:30 tối, tôi thưởng thức ngon lành một nồi canh sườn hầm ngó sen. Sau đó chìm vào giấc ngủ. Vừa mở mắt đã 9:30 sáng. Cảm giác lạnh lẽo buốt giá lan khắp cơ thể. Dạ dày đói đến mức bắt đầu có thắt. Tầng hầm chỉ còn nửa chai nước khoáng và nửa miếng bánh mì mốc. Uống một ngụm nhỏ trước đã. Giấc mơ đẹp rốt cuộc cũng phải tỉnh. Hôm qua mơ thấy bị bạn gái chia tay. Nhưng chia tay thì chia tay thôi. Loại phụ nữ đó căn bản không đáng để tôi dành thêm lời nào. Cũng không biết tôi trong mơ sao lại thích cô gái xanh này nhỉ. Nhưng trong mơ tôi ăn được món canh sườn hầm ngó sen mình thích nhất. Đó thật sự rất hạnh phúc. Có lẽ đó là động lực duy nhất để tôi sống tiếp. Tối ngủ mơ có thể ăn nhiều một chút. Tôi đã rất mãn nguyện rồi. Tôi ăn nốt nửa miếng bánh mì mốc cuối cùng. Sau đó cứng rắn uống hết nửa chai nước khoáng cuối cùng. Tôi cần hồi phục một chút thể lực. Hôm nay nhất định phải ra ngoài tìm kiếm vật tư. Không có thức ăn và nước, tôi sớm muộn gì cũng chết. Thà đói đến kiệt sức, chỉ có thể chờ chết. Không bằng ra ngoài liều một phen. Mấy ngày nay thời tiết lại càng lúc càng lạnh. Sắp sống mất đi năng lực hành động cũng trở nên chậm chạp hơn. Có lẽ là một cơ hội tốt để ra ngoài tìm kiếm vật tư. Do tôi đã học qua kỹ năng mở khóa, trước tận thế vốn định dựa vào mở khóa cho người khác để kiếm miếng cơm. Không ngờ, bây giờ lại trở thành bản lĩnh để sống sót trong tận thế. Hiện tại tìm kiếm vật tư đã ngày càng khó khăn. Tất cả các hộ gia đình ở tòa 8, tôi đã lục soát hết một lượt. Hôm nay mục tiêu là tòa 7, trong hành lang cũng có thể xuất hiện xác sống. Với tình trạng thể lực hiện tại của tôi, nhiều nhất chỉ có thể đối phó một con xác sống. Dựa vào con dao phay trong tay có lẽ có thể muốn mất một con với nó. Nhưng nếu đồng thời xuất hiện hai con, hoặc hơn hai con xác sống, tôi có lẽ sẽ phải hẹo mất. Tôi thay quần áo, sau đó cầm một con dao phay, vài sợi dây sắt, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi tầng hầm. Bây giờ tận thế đã kéo dài 2 tháng, tất cả siêu thị lớn, sợ là đã sớm bị những người sống sót lúc đó quét sạch. Điều duy nhất tôi có thể làm, chính là quét tòa nhà với tiền đề không đánh động xác sống. Tôi đi thẳng đến tòa 7. Tôi nhẹ tay nhẹ chân nín thở. Tốc độ rất nhanh, không thu hút sự chú ý của mấy con xác sống đang lang thang trong khu nhà. Đi thẳng vào trong tòa 7. Tôi bắt đầu quét từ tầng 5. Trước khi mở khóa, cần lắng nghe kỹ một chút, xem trong phòng có tiếng động gì không. Nếu có tiếng động, dù là người sống sót hay xác sống, gặp phải đều là chuyện rất nguy hiểm. Ngày tận thế đã 2 tháng, trật tự xã hội sớm đã sụp đổ. Mặt xấu xí nhất của nhân tính đã hoàn toàn bộc lộ ra, không có ai đáng tin cậy. Tôi dựa vào kỹ thuật mở khóa thuần thục, mở từng cánh cửa phòng. Cuối cùng ở dưới gầm giường phòng năm 1805, tìm được một viên kẹo. Ngon quá, thật sự quá ngon. Ăn một viên kẹo cảm thấy thể lực hồi phục không ít. Tiếp tục tìm kiếm tầng 19, dán tai lên cửa lắng nghe đến 1 phút. Trong phòng không có động tĩnh gì, chắc là có thể mở cửa. Tôi thuần thục cầm dây sắt lên, bắt đầu loay hoay ổ khóa. Kỹ thuật mở khóa 10 giây lại tiến bộ. Nếu là thời bình,
Không, chúng tôi chính là tử thần thế hệ mới. Tôi của quyết cầm dao phay sau lưng, một nhát chém thẳng vào đầu xác sống. Tôi ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Chém liên tiếp hơn 20 nhát, với tình trạng cơ thể hiện tại của tôi quả thực không chịu nổi. Ồ, cái này là gì vậy? Mùi gạo nếp của viên tinh thể này lại khiến người ta thèm ăn. Sau đó tôi ném xác sống ra ngoài cửa, đóng cửa phòng bắt đầu tìm kiếm vật tư. Lại lục được một hộp vàng thỏi, còn có một đôi ngọc bích lục bảo cấp sưu tầm. Đẹp, nhà này giàu vãi. Lại ngay cả một chút đồ ăn cũng không tìm thấy. Vàng thỏi và ngọc bích này có tác dụng gì chứ?